Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Sega Brazil Potion 125 2.9 đẳng cấp châu Âu có mức giá 116 triệu đồng. Brazil là một trong những nhãn xích xe tại trường ở Pháp, tên tuổi tại châu Âu. Vừa qua hãng xe này đã tiếp tục giới thiệu đến hàng một cái mẫu Targa Potion 125 2.9 với một thiết kế hầm hố không kém phần thể thao. Đi cùng đó là những tính năng hiện đại để phục vụ cho người tiêu dùng một cách tốt nhất. Và giá của Potion 125 2.9 được bán ra chỉ ở mức 4.500 euro, tương đương khoảng 116 triệu Việt Nam đồng. Thiết kế mới của Potion 125 2.9 thì cái mẫu xe này hướng tới một cái phong cách từ châu Âu với cái sự sang trọng hầm hố hơn so với các mẫu xe Targa khác trong phân khúc 125cc. Mẫu xe ra mắt với hai phiên bản chỉ khác ở vị trí kính chắn gió. Một cái kính chắn gió có thiết kế thể thao để di chuyển ở trong thành phố. Và phiên bản còn lại dùng cho mình cái kính cao với một cái diện tích rộng dành cho những cái chuyến đi tour xa, cản gió tốt. Mặt nạ thiết kế khí động học rất tốt với những cái lỗ gió giúp lấy gió nhanh và trực diện để làm mấy cái két nước nhanh hơn. Toàn bộ hệ thống đèn pha, đèn hậu sử dụng cái công nghệ đèn LED nhằm tăng cường ánh sáng di chuyển trong đêm cũng như tạo ra cái sự sang trọng cho mẫu xe Targa hiện đại. Về mặt công nghệ, Econtex thủ trên mình những cái mẫu xe hơi từ Peugeot cũng được trang bị trên cái mẫu xe Targa này. Đây là một hệ thống cung cấp cái sự an toàn và tạo ra cái sự thoải mái hơn trong giao thông ở thành phố khi dùng cái ứng dụng điện thoại thông minh kết hợp cùng với cái màn hình LCD của xe. Người lái xe cũng có thể nhận được tin nhắn và cuộc gọi trong khi lái xe. Ngoài ra còn có thêm cái cổng sạc USB và khóa thông minh Smart Key đi kèm cái remote rời. Hệ thống phanh ABS ở kinh trước là cực kỳ an toàn khi xử lý và nó có đèn báo nguy hiểm khi thực hiện những thao tác phanh khẩn cấp. Cái động cơ của Potion 125 2.9 với một cái dung tích 125cc làm mát bằng chất lỏng 14,6 lực cùng với một cái chiều dài cơ sở 1435mm, dung tích bình xăng 12 lít cho một cái mức tiêu hao nhiên liệu 2,9 lít trên 100km. Cái chiếc Peugeot Potion 125 2.9 với 4 sắc màu cho hai phiên bản và giá của mẫu xe mới này được niêm yết dịch ở mức là 4.500 euro, tương đương khoảng là 116 triệu Việt Nam đồng. Được biết mẫu xe này đã chính thức xâm nhập vào thị trường xe ở Thái Lan vào cuối năm là 2009. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và trực tiếp nhớ like, share, subscribe.